Thế từng chân ta chân dân tư install bootstrap chân dân đang cái gì bị hãy để phở bootstrap ca cho nó mình bootstrap dân phở HTML CS cho ba script liên châu khi nó mới bắt layout chân bia mình là cả bà bạn là sao ca nghe nó những thứ design thứ nó sẽ phô sẽ cần lớn ấy chung dân ạ chân cho nên mình bootstrap chuối vì chân anh đó ha here responsive to time to home screen thì ai phơ ai bữa sinh nhật ba lần tu sắp ai bị khơi bài xế ai ba chủ mối đang desktop được xuyên thống ai biết thì bài xế như thế này chẳng u đồ để sai mình chờ nó đang chết thế nhưng shop bây giờ đang đi từ bốn máu hay mà kho web design nó cứ bắt áo người đang ngồi còn nó mất cả design layout mình dân tê lơ lơ skin lơ lơ desktop rồi có lơ laptop vì trên dạng nào trên là pê dân vì sai rồi có bỏ cho môi tư sắp vì trên bài trẻ vậy nhé thay menu drop down lên trẻ vậy và nên vẫn chả vẫn mấy vì slide trên Instagram mà mình thế nhân viên thơ từng tỷ chẳng lẽ đã thoải mái nhưng thừa nên nghỉ drop down lẽ mà chẳng nghĩ được sân gì advanced thích cứ slide Instagram mà đấy cho đấy bạn không thèm lệ chứ bạn thèm lệ riêng kìa pp giờ mà đấy bạn chỉ mới đang full thế à lên laptop với pp giờ này là bên lên nơi desktop chẳng buồn như vào để ra skin và có hành chân nhung control đó nó mới broom mới broom website tôi tới smart tới nâng bạc lơ desktop đồ sâu nó về màu thòn là nít lơ laptop chẳng buồn skin thông thông là bootstrap vì support thì mỗi cứ smartphone thì phí tablet thì bay laptop thì buồn desktop đấy thế thì làm sao mà biết à lấy cái install bootstrap free sẵn mà đấy chẳng nhưng mà khi dân nấc cho mũi là free sẵn chăm được mà phó về khó lại như thế nào phó về tập tranh này đấy nè cái công hôn này là bootstrap nó cứ Twitter đấy của social media đấy mà trong mắt đó ở lại mấy cứ vừa dẫn bốn cái ta stay bó là thở bài này thì như còn toàn thở là sao của màn xăm muốn cứ và ra tay một phép thì sắp để xa miếp toán phó toán đá luôn mấy lại đã khoảng tình chuối đấy chăm từ riêng là free off chăm nhưng mà hắn ta phô bây giờ cài lại na chỉ mới là free như thế hay mình bắn há đi trong phở mới na cả phở đây thế nhìn như là bây giờ chạy thần nó đấy phải download mà bà hay do hàng train game port cứ bootstrap thằng nào này đấy xem mà để mà hãy copy đi cho được nông thọt đá đã na đã từ phần đây dương miền folder mà dương thôi có đau lỗi tục tam đã na đấy nhưng mà cao folder mới tiết đã thà web design project thì xa đi chứ dương do sum rap vẽ bút xếp trong khối nhưng do thôi chi project chạy cả đấy. À, thôi làm hạt tôi định môn tiền thì cái này full luôn đấy và còn tầm này đó ngọt bắt con mình tầm này nào phải tạm bây giờ mau lock in lock out toàn thời ca tới giờ vào thời là bộ rồi sau đó là lock trắng trâu tới tầng hôm thấy tầng nào như thế cho pha thêm màu extract với mất
bà mở vô bay phone nó chừng mà khám à nè lúc cháu đó bạn để mít mô thì ra chẳng cắt cái mà khám mà bị khóa vì copy mà khám mà ra tên bởi lý vì extract vì các folder mới chết bia tao chỉ chẳng tăng chẳng phát trên mà khám mà folder nó lúc cháu bà bạn bày đừng thấy complex tư rock bootstrap mà mùi tiết này à xin tôi jQuery vì ớt màu cho mùi tiết này chẳng đang lúc đặt thay chẳng jQuery và jQuery hôm nay mà mùi đau dần mà nì cho mùi jQuery mà nè download giờ cho khối các bạn đi bay chơi buôn đi mà đám sale link à này áp chặt lưu ý click click trên mã quy code à thì vì open file này cái sale không là phải check nhiều mà vậy bị dành phải check đặt trong chị em đấy đặt khéo các bạn này mà ta vì chia một hết bao cho bạn kim đại tư trong vị trấn thì chúng ta đặt trong chị em hay chúng biết cứ jQuery tre bay chọn buôn chọn mũi đọt chọn min này nhé theo màu dương đồ chúng mua đặt jQuery tre các bạn này đặt chúng mua abc các bạn này sẽ dương thì còn tay đặt chắc là mấy nghìn rồi mơ thần bảo việt hay đấy chúng mà to mà tiết dương mà đám bạc cá vào mỗi cứ sầm rap connect tay mà đã bút xem những đàm đã hello world mua chào nhé copy để xa lưu máy bằng dép mình mang xăm như phá lập mình đi nhé chân nhông copy phá hấy bây chạy buôn chạy ngùi mà anh đi ra sao nhưng mà mình như phá nhưng đã cháu lên đã index dot a team ở đây mà này như vậy team ở đây mà thấy cái code mà open with stream chẳng nhầm làm job nhầm cục nhầm add file đó rồi mà thực ra chắc à remember nó bạc máu hoặc bên ấy là open ra thì chắc các bạn mà đây control A cần rồi giảm bớt đi mà chẳng nhóm ớt trăm ớt là trăm ở chữ ba thế riêng sang xin tại được sang xe bằng bootstrap riêng vay là bootstrap example mới máu copy code cho mình đạ màu sang xe bằng vn này là để cho mau đọc UC School tên đi tôi chia đi sân rí xong đọc bài dài như thế này để ta đi mùi màu đi đại dục xe mùi màu đi sắc khờ bằng vía còn mà đi chẳng như vô tam khối khi màu sân máu mà tao dẫn phạt cho màu đi. Chẳng miên này dễ đây khi mà lấy đồ vậy đọc thay HTML language head là đi head các ba mọi HTML gần những liên thì môn môn màu này chạm đấy à bây giờ mấy cái này đi này meta name viewport content with smart device with initial scale smart movie đi thì thầm này máu cứ bootstrap hay cái này đi cứ link để can file bootstrap những cái này bootstrap cái install cái tha embed bao nhiêu nhóm thông minh hay embed bạn là code bootstrap cho mỗi nâng team ở dưới nâng một nhiều còn tay thì ai để cái ai phô tam thì bán cứ cái đại dù ở rồi bỏ qua viết nâng nông thì bỏ cái hai CD ăn nhẹ chẳng mà trăm nên là không bao giờ cứ tiên cái bọc cái màu đầy rạch à vậy là phải nhá anh Luka nó update bắt tới
បស់យើងនេះសរសេរកូដនឹងយកមកវាខ្លះអាចកូដផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនដូចជាខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយ well well គឺជាខ្លះរបស់ CSS មួយនៅក្នុង bootstrap សម្រាប់ពត់ពណ៌អសចេះ alert ធម្មតា alert ព័ត៌មានចេញមកគេដាក់ក្នុង well ឬក៏ alert អញ្ចឹង bootstrap 4អត់គល់នឹងទេអញ្ចឹងបើសិនមកយើងជាងការយើងទាញ direct ចេះអានោះ update ទៅបាត់អានេះរលែងឃើញ website យើងអាចខុសត្រង់ទីរបស់វាដើមវាចង់បានពីមុនមកអត់តោះនេះអញ្ចឹងធ្វើតាមរបស់យើងចាស់ល្អជាងឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមលុបលីសធម្មតាអានេះCSS 1បន្តមកទៀតអានេះគឺ JavaScript អានេះគឺ jQuery ទៅទៅទៅទៅទៅទៅ jQuery នៅពីលើ jQuery script ទី1របស់ jQuery script ទី2របស់ JavaScriptjQuery ហ៊ានដាក់ពី Chrome JavaScript Bootstrap ក៏អត់ដើរដែរអត់ដើរកន្លែងមួយចំនួនដូចជា drop down menu ពេលខ្លះតែចង់ងាប់ហើយដូរ file ផងអីផងមូលហេតុគឺ file jQuery ដាក់ពី Chrome JavaScript សោះឥឡូវយើង link ជាមួយនឹង CSS CSS នេះណានេះក្នុង folder CSS ទៅវិញហើយ file សំខាន់មួយគឺbootstrap mini បើយើងខ្ជិលចំណាក់ចាំឈ្មោះមកក្រោយវិញសិននេះយើងលុបមួយកណ្ដាប់មកគេចោលហ្មងអញ្ចឹងមកត្រូវរបស់យើងបាត់ CSS bootstrap.bin អានេះjQuery jQuery ដាក់នៅក្នុងណាមិញនៅក្នុង JS ខ្លះមកហើយ jQuery យើងមិនសំណាំតែមើល copy ឈ្មោះចំណាក់មកនេះមកហើយចំណាយនេះបោះច្បាស់ទៀតអញ្ចឹងបាច់ឃើញលុបតា link ចោលទុក JS ដដែលអត់មកសេវទេអត់ទេបាច់គិតច្រើនគឺធ្វើ body មកលុបចេញទាំងអស់ហ្មងយើងតេសថា hello world មួយចោលទៅដឹងហើយ H1 hello worldរ៉ាន់សិននេះអូខេមកសុបដាក់នៅក្នុង container មួយទៀត new class មក container ព្រោះការងារទាំងអស់បន្ទាប់ពី body គឺក្នុង containerនេះតែនិយាយទៅចុះក្នុងយេពេលណាហ្វុនយើងគេហៅថាហ្វុនប្រភេទមិនមែនតាមយូរ៉ូមិនហើយពេលដែលដាក់ចឹងមកវារត់ចុះក្នុងបានន័យថា bootstrap យើងដើរឧទាហរណ៍បាត់ដើរឧទាហរណ៍ sql file ឬខលលីងមួយចុះនៅបាត់មួយណាបាត់ទាំងអស់ហ្មងណាចឹងពេលរត់មកវាមកឃើញទេពេលណាដែលយើង configure bootstrap shopតែចេញមកនៅហ្វុនតាមយូរមិនដដែលហើយវាអត់ថេបចូលក្នុងបន្តិចទេអាហ្នឹងបានន័យថា configure ខុសជាប់ខុសខុសត្រូវមើលឡើងវិញថាទៀតបាត់តោះនេះថាមានអីខុសខុសថា3ហ្នឹងឯងខុសថានេះ link CSS 1 jQuery 1 JavaScript 1នេះទៅប៉ណ្ណឹងទៅមុខទៀតបាទបបាក់អានឹងបន្តិចបបាក់រៀប grid ថា grid cable របស់ bootstrap បន្តិចតែប៉ុណ្្នឹងទៀតរត់ទៅមកឡើងបបាក់